Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng hồ đếm ngược về ngày phán quyết, số phận ông Chủ tịch Phúc sẽ kết thúc ra sao. Còn khoảng hơn tháng nữa là đến ngày hội nghị Trung ương 6, có quan chức thì đang mong chờ ngày này với những hồi hộp và chờ đợi. Như bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đang chờ hội nghị Trung ương 6 kết thúc thì Quốc hội sẽ chuẩn thuận chức Bộ trưởng Bộ Y tế cho bà. Trong thời kỳ bão nổi lên khắp nơi, bão Việt Á, bão chuyến bay giải cứu, bão FEC, bão Tân Hoàng Minh thì những quan chức nào dính vào các đại án đó đều run trừ ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi ông Trọng đang làm chủ cuộc chơi. Hội nghị Trung ương 6 sẽ là ngày phán quyết số phận nhiều nhân vật cao cấp. Đấy là ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Và nhân vật được nhiều người chờ đợi số phận của ông sẽ kết thúc ra sao sau hội nghị Trung ương 6. Đó chính là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh số phận ông Chủ tịch nước sẽ ra sao tại hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Vụ vợ ông Phúc dính đến Việt Á đã rõ, dù rằng hồ sơ điều tra đang được ông Tô Lâm dường như cho đóng băng, nhưng điều đó không có nghĩa là người làm chủ cuộc chơi, ông Nguyễn Phú Trọng, không quan tâm. Vấn đề là bà Nguyệt Thu, vợ ông Phúc dính đến Việt Á là rất lớn, nhưng đã dính vào tứ trụ thì Đảng Cộng sản Việt Nam thường có truyền thống đóng cửa bảo nhau mà không tố bung rồi truy tố tứ trụ này. Sự kiện ông Trọng cho nhốt từ một ủy viên Bộ Chính trị trước đây được cho là chuyện động trời chưa từng có, cho nên sẽ không có án tù hay hình thức kỷ luật cách chức ồn ào như các ủy viên Trung ương Đảng. Hiện nay, chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc để vợ nhúng vào quá nhiều chuyện là một ẩn số lớn. Bề ngoài thì xem như ông Phúc ém được. Tuy nhiên, biết động bên trong thế nào thì nhiều người còn đang đặt câu hỏi. Có người cho rằng vụ Việt Á và vụ dự án thoát nước 10.000 tỷ tại Thành phố Hồ Chí Minh là những cơn sóng ngầm. Đôi khi nó quật ngã những trụ lớn nhất không chừng. Nhiều tháng qua, ông Nguyễn Xuân Phúc thường có những hoạt động nhiệt tình trên cương vị Chủ tịch nước. Ông Phúc tạo hình ảnh mạnh như thế đặt ra cho giới quan sát hai câu hỏi. Có phải ông Phúc đã hoạt động để người dân quên đi những vấn đề rắc rối do vợ ông mang lại hay không? Vì nó cho cùng những phi vụ làm ăn của bà Trần Thị Nguyệt Thu, bởi cho đến nay những tin tức kiểu này không được báo chí nhà nước đưa lên, nên được xem là tin đồn. Những người cả tin thì tin báo Đảng và xem hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc được quảng cáo bởi các báo của nhà nước. Chỉ có những người thạo tin mới lục tìm trong những tin được gọi là tin đồn, là những tin nào thuộc loại khả tín, và có khi nó khả tín còn hơn cả tin báo nhà nước. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu được xem là trung tâm rắc rối của ông Chủ tịch Phúc. Vì Đảng thường đóng cửa bảo nhau, nhưng hiện tại đang có hai luồng ý kiến. Hoặc là ông Chủ tịch Phúc sẽ cáo lão về quê theo dạng có bệnh nan y. Hoặc là ông tại vị và có ý kiến cho rằng biết đâu ông Phúc bất ngờ lên làm tổng bí thư thì sao? Ý kiến ông Phúc lên làm tổng bí thư cũng được nhiều người cho rằng đấy là lạc quan tếu, vì khả năng này rất thấp. Người ta cũng kiêng về khả năng ông Chủ tịch Phúc tại vị sau hội nghị Trung ương 6 sắp tới là cao nhất, bởi cho đến nay ông Tô Lâm vẫn đang cho đóng băng hồ sơ điều tra đối với bà Nguyệt Thu. Tuy vậy, nếu ông tại vị thì cũng chỉ qua hội nghị Trung ương 6, còn những hội nghị Trung ương sau đó thì chưa biết thế nào. Đây là hình ảnh không biết ông Tổng tính thế nào với ông Chủ tịch. Dù ông Phúc có thế nào đi chăng nữa thì vết đen do vợ ông gây ra cũng bám theo ông. Trong tình thế mà Trung ương đang đấu nhau dữ dội không khoan nhượng thì những vết đen lớn ấy dễ trở thành huyệt bị hiểm hại cho sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch. Với vết đen vụ Trịnh Văn Quyết, có người thì hy vọng ông Chủ tịch Phúc tận dụng và tấn công ông Tổng để buộc ông Tổng phải chùn tay trước ông Chủ tịch. Vì thế mới có người lạc quan tếu là vậy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng tự đoàng vào chân, chính Phúc có dám xung phong hay không. Trong tam trụ đang chạy đua vào chức vụ tổng bí thư vào thời gian tới
thì ông Vương Đình Huệ là người đang có lợi hơn tất cả. Nếu ông Tổng mà không có bị vết ven hoen ố nào trong sự nghiệp chính trị thì cơ hội cho ông Huệ là cao hơn. Việc truyền ngôi chỉ đơn giản là trao một cách nhẹ nhàng. Hiện nay ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng Chính đều đang bị những vết đen rất lớn. Ông Vương Đình Huệ cũng có vết đen, nhưng vết đen đó không đáng kể, chỉ là vụ con gái ăn học bên Mỹ bằng nguồn tiền không rõ nguồn gốc. Còn khoảng thời gian 2 năm để chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư, rồi còn 1 năm gần đến đại hội là chốt danh sách. Trong 2 năm chạy đua này sẽ hứa hẹn có những tình tiết rất bất ngờ, có thể thay đổi cục diện cuộc đua. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã khơi lại những vụ án rất lớn. Ông nhắc nhở có đến 4 vụ án cần phải xử lý ráo riết. Đó là vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Trịnh Văn Quyết và vụ của FEC và vụ Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàn Minh. Trong 4 đại án ông Trọng thúc Tô Lâm điều tra thì phân nửa là phơi bày những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là vụ án Việt Á và vụ án Trịnh Văn Quyết. Vụ Việt Á là chữ ký của ông Phú Trọng lên tấm huân chương lao động hạng 3. Còn vụ Trịnh Văn Quyết đang lộ rõ bàn tay dìu dắt của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đối với doanh nhân này. Nếu nói vụ ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho Việt Á là tay bay vạ gió, thì việc nâng đỡ Trịnh Văn Quyết là hành động chủ ý của ông Tổng Trọng dạ khá rõ ràng. Đây rất có thể là huyệt điểm của ông Trọng mà những người đang muốn đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư có thể tận dụng. Lâu nay, danh tiếng của ông Chủ tịch Phúc và ông Thủ tướng bị lấm len bùn đất, đến nỗi ít ai còn nhận ra những ông này còn chỗ nào sạch. Thì ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tôn là người sạch nhất trong Đảng Cộng sản. Làm chính trị thì phải cơ hội, phải tận dụng từng chút cơ hội thì mới thắng. Ở mặt này, cả ông Thủ tướng Chính và ông Chủ tịch Quốc hội đều rất giỏi, và ông Phúc cũng không phải tay vừa. Nếu biết khai thác vết đen giúp Trịnh Văn Quyết, ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc có thể bôi đen ông Trọng, và nhờ đó cả ông Phúc và ông Trọng đều có cơ hội hơn. Vụ án Trịnh Văn Quyết lớn không thua gì vụ án Việt Á cả. Nó hứa hẹn càng về sau người ta càng khui ra những bất ngờ ẩn giấu. Khi ông Trọng bị bôi đen thì cơ hội cho Vương Đình Huệ cũng không còn cao nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Có người ví việc giúp đỡ Trịnh Văn Quyết kiếm hợp đồng khủng với đối tác lớn nước ngoài là hành động tự bắn vào chân mình. Bởi chính cái lò của Nguyễn Phú Trọng được thổi bùng và nó hút Trịnh Văn Quyết vào lò. Những tưởng Trịnh Văn Quyết chỉ trả giá cho hành động thao túng thị trường chứng khoán vốn không nghiêm trọng thì nó lại lòi ra chuyện động trời là ông Quyết phạm tội lừa đảo. Từ đó những hợp đồng làm ăn của FEC với đối tác bị người ta khui ra, và từ đó hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đứng sau lưng ông Trịnh Văn Quyết quá rõ ràng. Khi tạo ra cái lò đốt củi tham ô, chắc ông Tổng Bí Thư không bao giờ nghĩ là chính cái lò này lại táp lửa vào người ông như ngày hôm nay. Cũng giống như các nhân vật tứ trụ khác sẽ không có truy tố hay cách chức đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cho dù có bằng chứng giúp ông Trịnh Văn Quyết đi nữa. Cái ông Trọng sẽ mất là uy tín trong đảng giảm sút, và nhờ đó những đối thủ khác sẽ mạnh lên. Không biết với tình hình như hiện nay, ông Phúc và ông Chính có dám dùng công cụ nào đó để tố ông Trọng hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng của Việt Nam. Thế lực của ông Tổng Trọng rất mạnh, tuy nhiên phải là ông không có điểm yếu. Điểm yếu của ông Trọng hiện nay đang bộc lộ dần, và không có gì đảm bảo danh tiếng trong sạch của ông Trọng được giữ cho đến khi ông về hưu. Cũng có người nói trong nhà nước Cộng sản Việt Nam không có người trong sạch mà chỉ có người chưa bị lộ. Những người chưa bị lộ thì cứ tạm gọi là trong sạch cho đến ngày họ lộ nguyên hình. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng cần phải che đậy hơn để tránh mất uy tín và đánh mất cái công đốt lò của mình.